Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị Trung ương 13 kết thúc, ghế ngon đã có chủ, dân chỉ biết đứng nhìn. Vào hôm 9 tháng 10 năm 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đã bỏ phiếu biểu quyết đề cử ứng viên cho Ban chấp hành Trung ương khóa 13 với kết quả tốt đẹp và thống nhất rất cao với đề xuất của Bộ Chính trị. Lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng quá trình giới thiệu nhân sự này được thực hiện khách quan, công tâm. Tuy nhiên, số lượng và chi tiết danh tính của các ứng viên không được ông Trọng hay truyền thông Việt Nam tiết lộ. Đây là hình ảnh các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết của hội nghị. Trước đó, Hội nghị 12 vào tháng 5 năm 2020 đã thống nhất số ủy viên Bộ Chính trị khóa mới gồm 17-19 người. Số ủy viên trung ương là 200 người, gồm 180 chính thức và 20 dự khuyết, giống như Đại hội 12. Và tại Hội nghị 13, số ủy viên trung ương tổng cộng dự kiến nâng lên đến 227 người. Nhận định về ứng viên tiềm năng cho chức Tổng Bí thư, ông Củ Huy Hòa Vũ đã viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng ông Trần Quốc Vượng, một người được dư luận đánh giá là sạch sẽ và hơn thế nữa, đã và đang nắm những cương vị nội chính chủ chốt trong cả nhà nước lẫn trong đảng, không chỉ trở thành người kế vị tất yếu mà còn là sự lựa chọn tối ưu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo các nhà quan sát trả lời phỏng vấn Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ngoài ông Trần Quốc Vượng, những tên tuổi được xem là sáng giá nhất và được nêu ra gồm các ông Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Lương Cường, Phan Đình Trạc và bà Trương Thị Mai. Trước khi diễn ra Hội nghị Trung ương lần thứ 13, báo Công an Nhân dân đã đăng bài cảnh báo rằng các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động, đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền, xuyên tạc, tung tin sai sự thật, bịa đặt. Một trong những thủ đoạn nguy hiểm thu hút sự chú ý của nhiều người là xuyên tạc công tác nhân sự, cán bộ của Đảng để chống phá. Trong tuần này, giữa lúc Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đang diễn ra ở Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, được bổ nhiệm quay trở lại chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng mà ông đã nắm giữ vào năm 2011. Và với việc thuyên truyền công tác lần này, giới quan sát tin rằng dường như việc ông Nghị có được bầu lại trong Ban chấp hành Trung ương sắp tới hay không sẽ chứng tỏ quyền lực của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thời điểm này được xếp ở hạng nào. Đây là hình ảnh Giám đốc Sở Xây dựng Lê Hòa Bình được chọn hạt giống cán bộ nguồn để khóa sau nữa làm Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng bàn về những thay đổi về nhân sự trong nội bộ Đảng, blogger Bùi Thanh Hiếu tiết lộ thêm như sau. Trung ương 13 chốt Chủ tịch Hà Nội và Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh. Chánh văn phòng Trung ương Đảng, nguyên sĩ quan an ninh Nguyễn Văn Nên sẽ về làm Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bầu 4 phó bí thư, có khả năng hai người mới là Nguyễn Thị Lệ và Nguyễn Hồ Hải. Đến nay thì chưa rõ Nguyễn Thành Phong ở lại hay đi đâu, cái này phụ thuộc vào Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là Lê Hòa Bình được chọn làm hạt giống cán bộ nguồn để khóa sau nữa làm Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh. Anh em mua bán quan hệ nên chăm bám Bình từ bây giờ đến kỳ 14 sẽ hái quả trúng bánh lớn. Ông Bùi Thanh Hiếu đã đưa ra nhận định như vậy. Cũng về phương cách quyết định nhân sự trong các kỳ Đại hội Trung ương Đảng, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đưa ra bài bình luận với tựa đề Thay đổi phong thủy với nội dung như sau. Vấn đề mấu chốt của Hội nghị Trung ương lần thứ 13 là nhân sự, các mục khác không quan trọng. Vì các chỉ tiêu rồi sẽ thay đổi hàng năm. Những chỉ tiêu 2030-2045 là viết để mà viết chứ không có giá trị thực tiễn. Ở nước ta, nhân sự viết các chỉ tiêu chứ không phải các chỉ tiêu quyết định sự lựa chọn nhân sự. Chốt 227 nhân sự cho 200 vị trí, tỷ lệ là 1,13/1. Đây là tỷ lệ bầu cử kỳ lạ, không có nước nào trên thế giới áp dụng. Nó thấp xa so với tỷ lệ tối thiểu là 2/1, tức là cần tối thiểu 400 để cử cho 200 vị trí. Nhưng nhân sự cho 4 vị trí quan trọng nhất vẫn đang di chuyển vòng quanh trên bàn cờ mà chưa biết điểm dừng. Nó chờ vào ngoại lệ. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự hội nghị bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13. Và sự nguy hiểm của ngoại lệ là tiếp tục đẻ ra ngoại lệ. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 tháng 1 năm 2016, lãnh đạo Văn phòng Trung ương cho hay các ủy viên Trung ương khóa 11 được giới thiệu tái cử phải đáp ứng một các tiêu chuẩn là không quá 60 tuổi, ủy viên Bộ Chính trị
Ban Bí thư khóa 11 tái cử không quá 65 tuổi. Ngoài tiêu chuẩn trên, Trung ương khóa 11 đã giới thiệu 5 nhân sự là trường hợp đặc biệt quá tuổi tái cử theo quy định, nhưng vẫn được giới thiệu để cơ cấu vào khóa mới. Trong đó, một nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 4 nhân sự Ủy viên Trung ương gồm ông Uông Trung Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Công an, Đại tướng Đỗ Bá Tị, Thứ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và ông Huỳnh Phong Chanh, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ đã được giới thiệu nhưng không trúng cử. Cái đặc biệt của đại hội trước đang sinh ra cái đặc biệt cho đại hội sau. Câu hỏi được đặt ra là đại hội lần thứ 13 sẽ có bao nhiêu trường hợp đặc biệt vượt quá 65 tuổi. Ngoại lệ là luật chơi không sòng phẳng. Không đội bóng nào đạt chức vô địch World Cup nhờ ưu tiên trường hợp đặc biệt. Không ai giành huy chương vàng Olympic nhờ ngoại lệ. Đấu trường vô địch không có tiêu chuẩn ngoại lệ. Những đấu thủ chân chính không bao giờ chấp nhận sự ưu tiên. Và chỉ có kẻ yếu mới đòi hỏi ưu tiên. Cuộc chơi có ngoại lệ là cuộc chơi không sòng phẳng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương. Và có nước nào bầu lãnh đạo theo khung tuổi hay không? Câu hỏi cũng được đặt ra. Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới quy định chọn lãnh đạo đất nước từ địa phương đến trung ương theo khung tuổi. Cụ thể là quy định tỷ lệ phần trăm trúng cử ủy viên trung ương theo lớp tuổi dưới 50, 50 đến 60, 61 đến 65 và trên 65. Căn cứ vào thực tế những nhiệm kỳ vừa qua cũng như xuất phát từ thực trạng đội ngũ ủy viên trung ương khóa 12 và khả năng để vào trung ương khóa tới. Trung ương quy hoạch độ tuổi dưới 50 tuổi là từ 10 đến 15%, 61 tuổi trở lên là 10%, còn lại chủ yếu là độ tuổi 51 đến 60 tuổi. Và ai đã phát minh ra công thức trong quản trị quốc gia thì dưới 50 tuổi chỉ có 10 đến 15% người tài, còn 75 đến 80% người tài nằm trong khung tuổi 50 đến 60. 10% người tài thuộc 61 đến 65 tuổi và người tài nhất nước là sau 65 tuổi. Giai đoạn 20 đến 50 tuổi là thời kỳ trí tuệ minh mẫn nhất, sáng tạo nhất, sung mãn nhất của mỗi người. Tại sao lại quy định dưới 50 tuổi chỉ có 10 đến 15% được phép cơ cấu vào ủy viên trung ương? Câu hỏi được đặt ra. Và từ khi nào và ai đã đưa ra khung tuổi như trên và bầu cử các chức vụ đứng đầu tỉnh, thành phố, các bộ ngành, chính phủ, quốc hội và vị trí tổng bí thư? Tuổi 40 đến 50 không còn là trẻ mà đã lên ông, lên lão. Quy định dưới 50 tuổi chỉ có 10 đến 15% được phép cơ cấu vào ủy viên trung ương là rào cản, hạn chế các tài năng trẻ tham gia vào lĩnh vực quản trị quốc gia. Quản trị đất nước là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Đủ 21 tuổi là có quyền ứng cử vào các vị trí quản trị đất nước. Không thể dùng khung tuổi tác làm tiêu chuẩn để gạt bỏ. Nếu cứ quy hoạch như Việt Nam hiện nay thì sẽ không có thủ tướng nước Áo 31 tuổi và nữ thủ tướng Phần Lan 34 tuổi sẽ không bao giờ có cơ hội thi thố tài năng. Bởi không giới hạn tuổi tác mà Tổng thống Donald Trump của Mỹ 74 tuổi và ông Biden 78 tuổi đang ra tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2021-2024. Và những người trên 65 tuổi không cần phải là trường hợp ngoại lệ mà vẫn có quyền ra tranh cử, miễn là một cuộc tranh cử sòng phẳng, công khai trên cơ sở hàng triệu cử tri trên cả nước. Và ai quyết định ngoại lệ ở lại đại hội lần thứ 13? Câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh ông Sebastian Kurz đã làm thủ tướng nước Áo khi 31 tuổi. Ở tuổi 27, ông đã được bổ nhiệm làm ngoại trưởng. Bài toán ai sẽ thay thế Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang dẫn đến bài toán có bao nhiêu ngoại lệ và chưa xác định được ngoại lệ thì chưa tiến hành đại hội lần thứ 13, sẽ còn có hội nghị trung ương 14 nữa. Càng nhiều ngoại lệ càng mất đi cơ hội của lớp trẻ hơn. Cuộc chơi tuy được điều khiển bởi một số người nhưng quyền quyết định cuối cùng phụ thuộc vào lá phiếu của các đại biểu đại hội lần thứ 13. Số đông người quan tâm đến ai sẽ là người đứng đầu không phải là vì ai nổi trội hơn mà vì ai sẽ bớt bảo thủ hơn trong tiến trình cải cách. Không phải là cuộc chơi sòng phẳng của số đông, lại không ai nổi trội hơn, có lẽ nên tập trung vào luật chơi luân phiên. Bắc, Trung và Nam thay nhau luân phiên giữ chức Tổng Bí thư. Ít nhất thì cũng công bằng hơn phương án cố định. Ở mặt khác, đó cũng là cách thay đổi phong thủy. Và từ Đài Loan, luật gia Trịnh Hữu Long, tổng biên tập của tờ Luật Khoa tạp chí nêu ra nghịch lý rằng đảng họp mà dân lại chi tiền. Ông nói thêm, một là tất cả những người đang đi dự hội nghị trung ương đều đang hưởng lương từ tiền thuế của người dân. Cái ghế họ ngồi họp, cái vé máy bay họ bay đến, cốc nước họ uống, bữa cơm họ ăn trong suốt thời gian diễn ra hội nghị đều từ tiền thuế của người dân. Không có từ nơi nào khác cả, khoản đảng phí của họ
rất ít. Và toàn bộ tất cả các kinh phí tổ chức, tất cả các hội nghị trung ương, rồi tất cả những hội nghị ở địa phương, đại hội ở địa phương và đại hội toàn quốc diễn ra vào đầu năm tới, tất cả đều từ tiền thuế của người dân. Người dân là người chi trả cho tất cả những sự kiện đó của Đảng. Đây là hình ảnh một đại hội đảng bộ cấp xã với trang trí hoa tươi loè loẹt. Thứ hai nữa là cơ chế mọi người gọi là làm nhân sự của Đảng. Nó là một cơ chế hoàn toàn đóng, chỉ có đảng viên mới được tham gia mà thôi. Thế thì ở đây có một điều vô cùng trái khoáy là toàn thể người dân đóng tiền cho Đảng hoạt động và đi họp, nhưng chỉ có đảng viên mới được quyền tham gia vào quy trình làm nhân sự của họ mà thôi. Đó là vấn đề theo tôi hoàn toàn bất hợp lý, không có một cái gì hợp lý ở đây cả. Điểm thứ hai, tôi có quan điểm quan tâm là cơ chế làm nhân sự của họ là một cơ chế cực kỳ ngược đời. Làm nhân sự thì làm sao người ta làm cho nguồn tuyển dụng của mình dồi dào và chất lượng cao, số lượng và chất lượng. Thế thì về số lượng, họ hạn chế chỉ trong phạm vi 4 triệu đảng viên mà thôi. Họ bỏ qua hoàn toàn mấy chục triệu người còn lại. Đó là điều hoàn toàn bất hợp lý. Và câu hỏi được đặt ra là đại hội của Đảng là đại hội của dân hay không? Từ Lens Anh Quốc, nhà báo tự do Song Chi nhận xét thêm như sau. Người dân chỉ đứng ngoài như đóng tiền thuế và ngó mà thôi. Không biết ai như thế nào cả. Thành ra rất buồn cười. Ví dụ như vừa rồi, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nói một câu rằng đại hội của Đảng cũng là đại hội của nhân dân. Không, tôi không nghĩ như thế. Chẳng hề là đại hội của nhân dân gì cả. Là vì nhân dân hoàn toàn không có tí quyền gì vào đấy cả. Dân không có quyền được biết gì hết cả. Ví dụ như ai là người như thế nào, tính cách họ ra sao, năng lực họ thế nào, đời tư rồi sức khỏe ra sao, người dân hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên ở đây, họ có cảm giác như là ở trọ trên quê hương của mình. Họ không được tham gia vào việc ấy, còn chuyện đi bỏ phiếu cũng là đi bỏ phiếu cho có hình thức mà thôi. Còn người Việt Nam hoàn toàn không được tham dự gì vào chuyện ấy cả. Cho nên, về chuyện nhân sự Đảng, nếu họ có quan tâm thì chỉ bàn tán vỉa hè là ông này lên, ông kia xuống, liệu và sẽ tiếp tục có 3 người hay 4 người quay trở lại là mô hình tứ trụ hay không, vân vân. Nhưng tôi thấy cũng có điều họ quan tâm là Đảng có thay đổi hay không, hay là đường lối vẫn cứ tiếp tục độc đảng như vậy. Đảng có một chút xíu nào dân chủ hóa hay không thì đó mới là điều mà người dân quan tâm. Nhà báo tự do Song Chi đã đưa ra nhận định như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay Chủ nhật 11 tháng 10 năm 2020 với bản tin Hội nghị Trung ương 13, ghế ngon đã có chủ, dân chỉ biết đứng nhìn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.